Minh Luân, Thiên Hương hát Người chồng xa xứ. Minh Luân và Thiên Hương công khai tình cảm vào đầu năm 2021 sau một thời gian dài tìm hiểu và giấu kín. Thiên Hương sinh năm 1993, được biết đến qua cuộc thi duyên dáng Bolero 2018. Tại cuộc thi này, ngoài tài năng ca hát, cô liên tục được các giám khảo như MC Kỳ Duyên, diễn viên Quý Bình khen ngợi nhan sắc cuốn hút. Nhiều khán giả ưu ái gọi cô là Thiên Thần Bolero. Thiên Hương cao 1,65m, số đo 3 vòng lần lượt là 84, 60, 92 cm. Nhờ vóc dáng đẹp, cô thường chọn các bộ cánh cắt sẽ phù hợp, tôn vẻ gợi cảm. Khoảnh khắc diện bikini hiếm hoi của nữ ca sĩ. Gương mặt đẹp, hài hòa còn giúp Thiên Hương theo đuổi nhiều phong cách trang điểm khác nhau. Thiên Hương là người kín tiếng, thích tự do, thoải mái làm điều mình thích. Do đó, từ khi công khai chuyện tình cảm, bạn gái Minh luôn cảm thấy đôi chút áp lực, cần cẩn trọng hơn về mỗi hành động, ứng xử. Bù lại, bạn trai luôn bên cạnh chia sẻ, giúp cô vừa qua lo lắng ban đầu và khắc phục tính hậu đậu của bản thân. Trong cuộc sống, cả hai cố gắng tôn trọng lẫn nhau, kiềm chế cái tôi để tránh dẫn đến giận hờn. Tôi không thích sự nóng tính hay nói tới nói lui một vấn đề, cô nói. Đôi tình nhân có kế hoạch kết hôn, nhưng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thiên Hương nói thêm, Ca hát chỉ là niềm đam mê chứ không phải công việc chính. Vì thế, nếu lập gia đình, cô chắc chắn lui về hậu phương, toàn tâm chăm sóc chồng con. Hoàng Nam